mỗi mình chờ đợi ra không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có thanh long nữa không chị? Không có thanh long với tôm. Tại vì nó đã đặt. Chờ chờ lát nữa cũng có đồng hội rồi. Đi đâu nữa mà coi đồng hội vậy? Cho qua mà. Qua phút lớn. Chủ. Rồi 10 phút nữa ha. Đây, có già nó chỉ dành hết rồi. Con cũng ca hết rồi. Cho nó ăn. Một ngày bán được 200 kg thanh long, không nói đó, một ngày là 200 kg. Em chờ anh 5 ổ nha, làm xong này đi. Rồi bên kia ra quá trời kìa. Rồi.